Hello, xin chào quý anh chị là quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Anh chị, hôm nay Học lại gửi đến cho anh chị mẫu xe 7 chỗ gầm cao khá nổi tiếng của Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe, được sản xuất 2015, phiên bản 2 cầu, động cơ 2.4, bản cao cấp nhất nha anh chị. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ từ đầu. Nhưng mà chiếc xe này hiện tại odo nó là 87.000. Tuy nhiên Học kiểm tra lịch sử chiếc xe này nó chạy hơn 100.000 anh chị, chạy khoảng 105.000, full lịch sử hãng không có lỗi. Nhưng mà không biết sao khách tua lại. Thì cái chất xe á, thì Học quay cái Santa Fe này á, thì cá nhân Học bỏ đi những cái suy nghĩ. Ngày xưa Học nghĩ là những cái xe mà Hyundai nè hoặc là Kia chạy 100.000 thì nó trông nó rất là tệ. Nhưng mà riêng về hôm nay á, thì Học đã có một cái nhìn nhận thật sự khác biệt lại những cái xe Hàn Quốc. Thì cơ bản thì chiếc xe này nó đã lăn bánh nếu mà chuẩn odo nó anh chị. Học kiểm tra là lịch sử nó là 105.000 rồi. Nhưng mà theo cái chất xe thì Học thấy nó cũng còn rất là ok. Cơ bản thì Học sẽ quay cái trực quan nhất, thực tế nhất để cho anh chị đánh giá cái sản phẩm này. 2015 thì đến hiện tại đã 7 năm rồi anh chị. Nhưng mà cái chất xe này anh chị nhìn thấy không? Theo như cá nhân Học thì thấy nó còn rất là ổn. Hàn Quốc bây giờ họ làm cũng rất là hay rồi. Đó, cái đèn này là đèn zin theo xe nè. Đó, và đã sử dụng 7 năm, xe đi khoảng 100.000 rồi. Đó, mà anh chị nhìn nè. Đó. Những cái chi tiết như là mặt ca lăng nè, không có bị ố, không có bị rỗ, mọi chi tiết nó còn nguyên bản hết nha anh chị. Santa Fe máy xăng 2 cầu đây anh chị. Hôm nay chiếc xe này thì Học đang chào với mức giá là chỉ có 675 triệu thôi anh chị. Một chiếc xe Santa Fe gầm cao 2 cầu 7 chỗ, rất là lành tính nha anh chị, vì form dáng cũng khá là đẹp. Đó. Đã được chủ trước thay cho mình mấy cái vỏ vào tháng 6 2021 nè. Vỏ tháng 6 2021 thì cái vỏ nó mới tinh hết. Mâm thì hợp kim nhôm, phay 5 chấu, dàn năng hoa, có kích thước là, để Học xem, xe này có kích thước là R19 nha anh chị, một mâm rất là to. Những cái miếng nhựa xung quanh xe này nó cũng còn khá là đẹp. Để cho anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua chiếc xe 7 chỗ mà lành tính, đặc biệt là phải thích máy xăng, chạy bốc, êm, thì đây là một lựa chọn đáng để cho anh chị cân nhắc nha. Xe 7 chỗ 2015 đó, giá chỉ có 675 triệu thôi nha anh chị. Giá bằng cái chiếc xe sedan hạng C bản thấp thôi. Đó. Nội thất thì cũng giống như cái nhìn nhận ban đầu của Học đó, thì Học nghĩ nếu như mà những cái xe Santa Fe này, hoặc là những cái xe Sedona mà nó đi 100.000 thì những cái này nó hư hết. Nhưng mà hôm nay Học có cái nhìn nhận khác. Mọi chi tiết ở đây nó còn nguyên zin hết anh chị. Và cái ghế nó cũng còn nguyên bản hết. Đó. Còn cái này thì đã được khách dán chồng lên một cái lớp giả carbon, nhìn thấy cũng khá là sang ha. Nội thất nó cũng còn mới tinh anh chị. Đó. Đó. Ghế điện bản full. Cái cửa sổ trời panorama nè. Đó anh chị. Đây anh chị. Nguyên bản hết. Keo chỉ là còn nguyên zin nha anh chị. Keo chỉ còn nguyên zin, động cơ hộp số còn nguyên zin, xe không lỗi nha. Mới tinh. Còn cái đây là cái phần cửa trước bên phải nè, về trước, cửa sau nè. Xe thì trông rất là tương tắc nha anh chị. Nẹp chân kính nè, nẹp khung kính nè. Có phim cách nhiệt đầy đủ hết. Phần keo chỉ xe nè. Thực tế ra chiếc xe này là cũng chiếc xe đầu tiên đó. Mà những chiếc xe hàng mà Học mua chiếc xe chạy đúng chuẩn luôn là hơn 100.000 đó anh chị. Đó. Học không nghĩ nó là một chiếc xe 100.000 mà nó còn đẹp như vậy đâu anh chị. Những cái xe Hàn Quốc. Tại vì ngày xưa Học làm bên Toyota rồi làm bên Honda, nói chung là mình cũng rất là dè chừng những chiếc xe Hàn Quốc đi nhiều. Nhưng mà hôm nay thì Học lại có một cái nhìn nhận khác về những cái chiếc xe Hàn Quốc này anh chị. Nó mọi chi tiết nó cũng khá là ok, còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp nha anh chị. Xe đời 2015. Santa Fe này ngày xưa chắc mua khoảng 1 tỷ 4. Giờ còn có 675 triệu thôi. Vỏ thì mới tinh, anh chị mua về chỉ vì sử dụng thôi. Vỏ đã được chủ trước thay mới hết rồi. Vỏ nè, anh chị nhìn gai nó mới tinh. Ở phía sau thì chúng ta cũng sử dụng cái hệ thống treo là hệ thống treo độc lập nha anh chị, phanh đĩa nè. Mâm này là cũng mâm zin chưa sơn. Phanh zin chưa sơn. Form dáng xe này thì nhìn đến bây giờ nhìn cũng rất là đẹp anh chị ha. Rộng bự bền. Đèn thì có trang bị hệ thống đèn LED ở cái đèn stop ở đây.
còn đèn báo rẽ vẫn sử dụng halogen, có đèn lùi. Xe này hai cầu anh chị, cấp điện Santa Fe. Bắt đầu vào thời điểm 2014 2015 là sự tăng trưởng về doanh số của Santa Fe rất là tốt ở thị trường Việt Nam anh chị, vì độ lành tính của xe với lại form dáng nó cũng đẹp anh chị. Cốp chưa ra nè, dấu son nè. Thực tế là chiếc xe này của khách hàng quen thuộc bên Học á, đổi xe, xe này gốc ở Phú Nhuận nha anh chị. Nguyên đại học sẽ quay cái phần gầm cho anh chị xem. Đây cái phần hệ thống treo đó anh chị, còn mới tinh nè. Mọi chi tiết còn mới nguyên. Treo chỉ nè, nội thất nè. Chiếc xe này anh chị đến xem xe có thương lượng nha anh chị, xe này thì Học cũng có giảm, giảm nhiều. Đúng ra là Học cũng không có mua chiếc xe này đâu, tại vì khách hàng mình cũng mến Học á, và có đổi xe bên Học á, nên Học cũng thu luôn. Vô lăng nhìn cũng còn rất là đẹp nè anh chị. Chứ còn những cái xe mà đúng theo cái tour cái Odo này là Học không mua nè anh chị. 87.000, lịch sử là 100, Học xin nhắc lại nha. Lịch sử là một hình như là 105.000, Học có check lịch sử hãng anh chị. Nên là không thể nào mà cái xe nó chạy nhiều rồi mà Học nói đúng km hết. Thì xe này có thể là Học sẽ ôm bán huề cũng được đó. Chứ không cần phải bán lời đâu, nhưng mà vì sự ưu ái của khách hàng nên bắt buộc Học phải mua. Chứ còn những cái xe mà tour Odo km là Học không có mua. Nhưng mà thì cái này nó cũng là một cái gì đó mà Học cũng, cái sự nhìn nhận của Học nó thay đổi nè. Hyundai Santa Fe xe 2015 thì tới đây nó cũng là 7 năm rồi, nhưng mà nó chạy 100.000, nhưng mà cái chất lượng của xe nó còn hoàn hảo đến như vậy thì Học nghĩ nó có rất là ổn. Hệ thống lạnh hai vùng độc lập nè, hai vị trí nhớ ghế nè. Học ra cái khoang động cơ trên thị xe, mọi chi tiết, cái nẹp chân kính. Xe có camera hành trình, phim cách nhiệt rồi. Để cho anh chị ngắm lại cái phần đầu xe xíu nha. Nhìn cũng khá là đẹp nha anh chị, phần đầu xe đẹp lắm. Chỉ có 675 triệu thôi. Xe có ti cabo luôn ta. Học tưởng xe có ti cabo luôn anh chị. Cabo chưa ra nè. Có ti luôn ha. Keo chỉ. Máy móc hộp ACO còn zin, máy móc cũng còn zin nguyên bản hết nha anh chị. Cái động cơ nó nổ rất là êm, chưa ra nè. DOHC đúng là chiếc xe Hyundai hồi giờ bây giờ họ làm cũng khá là hay anh chị. Có chiếc xe chạy 100.000 cây rồi, mọi chi tiết nó còn rất là ok luôn á. Dynamo rồi này kia còn mới tinh, những cái dấu bon keo chỉ. Hai cầu 2015 full đó, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe Odo chuẩn nó là khoảng 100.000 hơn đó. Xe này Học đang bán là 675 triệu, anh chị đến xem xe có thương lượng. À, anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua chiếc xe 7 chỗ máy xăng chạy bốc bền bỉ, form dáng đẹp chuẩn, thì đây là một lựa chọn đáng để cho anh chị cân nhắc nha. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại.